Rồi các bạn về ghi âm bài này ha. Các bạn đọc luôn câu hỏi và câu trả lời. What do you eat for dinner? Bạn ăn gì cho buổi tối? I eat fish and chicken for dinner. I think it's very yummy. Tôi ăn cá và gà cho buổi tối. Tôi nghĩ nó rất là ngon. Who cooks your dinner? Ai nấu buổi tối cho bạn? My mom cooks dinner for me and sometimes my dad. Mẹ nấu buổi ăn tối cho tôi, còn thỉnh thoảng ba nấu. Còn nếu mà các bạn nói là nếu mà mẹ bận, ba nấu cũng được. If my mom busy, my dad cook dinner for me. Where do you have dinner? Bạn ăn tối ở đâu? I eat dinner at home, but at weekend, we go out to eat. Tôi ăn tối ở nhà, nhưng mà vào cuối tuần thì chúng tôi hoặc là gia đình tôi cũng được đi ra ngoài để ăn. Ok, tell me more about your evening. Nói cho tôi nghe thêm về buổi tối của bạn. Khi mà bạn nghe câu tell me thì các bạn nhớ nói hai câu ha, ít nhất là hai câu. In the evening, we eat dinner. We watch TV and go to bed. Vào buổi tối thì chúng tôi ăn tối, chúng tôi xem TV và đi ngủ. Bài tiếp theo, cái bài này hôm rồi á là của cái test 1 mình ghi âm rồi. Bữa nay các bạn đọc lại, có một số bạn vẫn chưa có trôi chảy ha. What do you like eating? Bạn thích ăn cái gì? I like eating chicken. I think very yummy. I like eating french fries. I like it. Tôi thích ăn gà. Tôi nghĩ nó ngon. Tôi thích ăn khoai tây chiên. Tôi thích nó. What's your favorite animal? My favorite animal is a rabbit because it's so cute. Con vật yêu thích của tôi là con thỏ bởi vì nó dễ thương. My favorite animal is a cat because it's lovely. Con vật yêu thích của tôi là con mèo bởi vì nó đáng yêu. Where do you like going at the weekend? Bạn thích đi đâu vào cuối tuần? I like going to the supermarket with my mom at weekends. Tôi thích đi siêu thị với mẹ tôi vào cuối tuần. I like shopping with my sister at weekend. Tôi thích đi mua sắm với chị tôi vào cuối tuần. Tell me about your hobby. Nói cho tôi nghe về sở thích của bạn. I like reading books. Tôi thích đọc sách. I like watching TV with my family. Tôi thích xem TV với gia đình tôi. Rồi các bạn về ghi âm lại bài này ha.